Dạ alo. Dạ anh ơi, em giao hàng á anh. Em đứng trước cửa nè, anh ra nhận hàng giùm em nha. Dạ dạ. Hàng đâu? Nhiêu tiền? Dạ. Dạ 200 anh. Cái gì? Tao nhớ là có 170 thôi. Mà giờ sao thành 200? Dạ. 170 á là tiền hàng, còn 30.000 á là tiền phí ship của tụi em á anh. Tiền ship hả? Mày đã ăn trên tiền lời của cái hàng này rồi, bây giờ mày tính tiền phí ship nữa. 170 là 170 chứ không dù 200 nè. Dạ anh ơi. Bây giờ nè, một là mày lấy 170, hai á là mày sang cái này nè. Em cảm ơn anh. Sáng sớm đi ship gặp cái gì đó không à? Người gì kỳ cục vậy trời. Ơi, phí ngày làm rồi đó. Mấy mốt có đàn hạn đầy á, không nhận ship ở đâu. Anh còn ơi, bữa nay khách hàng nói là hài lòng lắm anh á. Mình cứ thế phát huy nha anh. Dạ. Cẩn thận em mới tới. À, tính. Cà phê của anh nè. Ừ. Nhớ trả tiền ship cho em nha. Trời. À, em xíu ạ, qua bên này học thoại chung với anh Cường luôn nha. Ủa, anh. Ừ? Anh đó là anh nào vậy? Anh này á là anh Cường. Anh mới đi du học ở nước ngoài về, nay tham gia chung dự án phim của đoàn mình. Vai chính luôn, sướng nhất em nha, được đóng chung với vai chính ha. Ừ. Qua bên học thoại. Anh cho em một cái bản. Ừ, đây. Dạ. Học kịch bản rồi chạy thoại luôn nha. Dạ. Dạ, em chào anh Cường. Em là Tính, em được phân vai hôm nay đóng chung với anh á. Anh em mình chạy thoại nhanh để ngồi ra cho nó mượt. Tự học thoại đi. Tôi là diễn viên chuyên nghiệp, không cần phải rehearsal trước đâu. Dạ. Anh Cường ơi, Tính chuẩn bị vào quay nha. Dạ dạ. Ủa, cậu là nhân viên giao hàng mà. Dạ. Cũng được đóng phim nữa hả? Dạ. Đạo diễn. Dạ. Anh Cường. Dạ. Tôi đề nghị là đổi diễn viên. Ủa sao anh? Tôi không thể nào diễn chung với một người không có chuyên môn như vậy được. Anh Cường ơi, chắc là anh không biết thôi. Cậu này mới á, nhưng mà diễn tốt lắm. Hay là anh diễn thử với cậu một lần xem ha. Nếu mà không đổi diễn viên á thì tôi không diễn. Anh Cường. Anh Thuận ơi, giờ anh sao? Tính ơi. À, bây giờ thế này. Dạ. Em qua bên kia gặp sản xuất lãnh lương của buổi này, coi như là anh xin lỗi em. Rồi đến chiều không có anh Cường thì em quay lại quay ha. Thôi thông cảm cho anh đi nha. Dạ em hiểu rồi. Thông cảm cho anh nha, bữa sau anh bù xô cho. Dạ dạ em xin phép anh Thuận. Ê ông già, ra đường mà xe không có phanh á thì ông đi bộ đi nha. Ông biết chiếc xe tôi mua bao nhiêu tiền không hả? Anh đi đi. Anh kia. Nè, anh vừa phải thôi chứ. Rõ ràng là anh chạy sai mà. Anh không xin lỗi người ta thì thôi, còn đánh đập bắt bồi thường nó là sao? Tưởng ai, thằng diễn viên shipper hoàng mà im cái mồm lại trước khi tao giọng cho mày mấy phát đó. Xui xẻo gì đâu không. Anh có chừng bị quả báo đó. Cậu ơi, cái chân tôi chắc bị gãy rồi. Đau quá. Bây giờ con đưa đi bệnh viện nha, chứ để vậy không được đâu. Đi. Dạ alo. Dạ em tới trước cửa rồi anh. Dạ. Chào anh. Tôi là luật sư, đại diện cho văn phòng anh Áo Đen. Chào anh.
cậu tìm ai? Đến đây có việc gì? Chào cô. Hôm nay chúng tôi mang luật sư đến đây để làm việc với con trai của cô. Đề nghị cô cho chúng tôi vào nhà để làm việc. Mời cậu vào. Mời mấy cậu uống nước đi. À, thằng Cường nhà tôi á, hiện tại nó không có ở đây. Nó đang đi lưu diễn ở dưới miền Tây á. Theo như thông tin chúng tôi cập nhật được thì hôm qua anh Cường vẫn còn xuất hiện ở đoàn phim. Và sáng hôm nay khi anh Cường điều khiển xe máy đã va chạm giao thông với một cụ già, sau đó bỏ đi. Cụ già bây giờ đang nằm viện với thương tích 79%. Này cậu, cậu ăn á thì có thể ăn bệnh, nhưng mà cậu nói bậy á là không có được đâu nha. Thằng Cường nhà tôi á, nó rất là ngoan, nó rất là hiền. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bây giờ anh Cường phải bồi thường và chịu trách nhiệm với cụ già. Theo như chúng tôi được biết, anh Cường là một người rất hống hách và cực kỳ mất dạy. Mấy cậu cút, cút ra khỏi nhà tôi luôn. Đứng dậy. Chuyện gì mà sùm hết vậy? Mới ngủ có chút xíu mà cũng nguyên nữa. Mấy cậu lại biến ra khỏi nhà tao. Chào anh, chúng tôi đại diện cho ông cụ. Tôi nghĩ là anh biết tôi chứ. Biến ra khỏi nhà tao. Cái thước của mày á, gắng làm cho bằng người ta đi, rồi hả đi bảo vệ người khác. Ổng đụng tao thì ổng phải đền tao thôi, sao bắt tao đền ngược lại hả? Con nhà ngoan hiền của cô đây à? Nghĩa mày. Ủa anh, sao anh, anh lại có mặt ở đây? Không cần biết gì sao. Chuyện là vậy đó anh. Ngay cả bản thân em còn bị bắt nạt mà. Nhiều khi muốn dùng tài hèn sức mọn để giúp đỡ người ta, mà lần này em không biết nên quá thân vào nhân vật nào hết, nên chắc nhờ anh. Bữa giờ anh hơi bận cho nên không có làm việc tư tưởng như bên em. Có vẻ như tụi nó hơi coi thường anh. Thôi được rồi, để chiều nay anh cho đàn em với luật sư qua làm việc của tụi nó luôn. Cảm ơn anh. Mẹ mày không dạy được mày thì anh cho xã hội dạy mày, nghe chưa? À, cậu ơi cậu, xin cậu, cậu đừng có bắt tay con tôi thế, nhớ nó gãy thì sao? Thằng con tôi nó là trụ cột trong gia đình, cậu mà vặn tay nó thế, lỡ nó có chuyện gì á thì tôi biết trông cậy vào đâu. Xin cậu buông tay nó ra đi cậu. Thực sự là ngày hôm qua thằng con tôi nó có đến bệnh viện để thăm cái ông ấy, nhưng mà nó đến cổng bệnh viện á thì nó không dám bước chân vào. Nó về nó có tâm sự với tôi là nó sợ. Cậu ơi, cậu thả tay nó ra đi. Hôm qua chính tôi là người chăm sóc ông cụ, làm gì có thấy anh ấy xuất hiện đâu. Hôm qua anh ấy cũng không đến đoàn phim, đi bài lắc. Nghe tao hỏi nè, hôm qua mày đánh ông cụ bao nhiêu cái, đánh thằng Tính bao nhiêu cái? Dạ đâu, em đâu có đánh đâu anh. Cái này cho ông cụ, cái này là cho thằng Tính. Em, tiền viện phí hết bao nhiêu? Dạ 50 triệu anh. Ngày mai mày sẽ được hầu tòa và mày sẽ phải trả tiền viện phí theo hóa đơn. Đừng nghĩ tới chuyện trốn, không thoát được tao đâu con trai. Còn cô nữa, cũng đừng nghĩ tới việc tẩu tán tài sản. Việc của anh ở đây xong rồi đó, còn lại giao cho chú. Dạ. Mời anh.
khỏe rồi chưa? Con có mang ít trái cây qua thăm ông nè. Cũng ổn rồi con, giờ cái chân ông cũng bớt nhất rồi. Con cảm ơn con rất là nhiều lắm nha. Dạ, thiệt ra thì con cũng nhờ người ta hỗ trợ mới giúp đỡ được ông đó chứ. Làm gì thì làm, mình cũng cần phải giữ sức khỏe nha con. Mình giúp người là tốt, nhưng mà đôi khi mình cũng phải cần có người khác giúp đỡ lại cho mình. Dạ, con biết rồi. Ha, ông nghỉ ngơi nha, lát nữa nhớ gọt trái cây ăn á. Giờ con chạy đến phim trường, hôm nay con được nhận một giải chính của phim sitcom. Nên phải tranh thủ lên mắt cúp với học thoại. Anh chúc mừng con nha. Dạ, con cũng đi. Cơm cho người ăn hay là cho heo ăn vậy? Cực, tại sao con nói như vậy chứ? Con có biết, để có được bữa cơm như vậy, ngoại phải đi bán rau cực khổ ngoài chợ mới có tiền mà lo bữa cơm cho bà cháu mình như vậy. Con không biết sao? Cơm như vậy đây rồi sao ăn vô? Thôi, ráng ăn đi con. Lần sau rồi ngoại mua thịt kho cho con ăn nè. Mấy chục cái lần sau rồi, bà chỉ có cái việc đi kiếm tiền để làm một cái bữa cơm cho nó ngon lành một chút xíu mà bà làm cũng không xong nữa là sao? Cha bày, ngoại nuôi con cho tới lưng dài dai rộng như vậy rồi, không có đi kiếm tiền phụ ngoại còn nói nữa hả? Ăn đi con. Ăn cái gì mà ăn? Bà mà nói thêm một lần nữa tôi bỏ nhà đi bụi luôn đó. Cái thằng này. Mới có chút xíu thôi mất tiền xu thiệt chứ. Alo anh Bằng hả? Anh có tiền không cho em dây nghít anh? Alo alo alo, đừng sáng trong giùm cái anh ơi. Mày nhìn cái gì? Mày chưa thấy người ta nói chuyện lên tiếng hả mày? Thấy tao không có tiền cái mày tắt máy thử coi tao có tiền ơi. Mày tắt không? Tiền bà già bà giấu đâu kỹ dữ ta. Cái nhà nhỏ như cái lỗ mũi, kiếm quá trời quá đất không gặp. Mấy chục đồng bạc giấu kỹ. Cái thằng đi đâu chưa về nữa rồi?
mất rồi. Đâu mất rồi? Tiền của tôi, tiền của tôi đâu mất rồi? Trời đất ơi, thằng Cường, thằng Cường, Cường ơi, Cường ơi, thằng Cường chứ không ai hết. Cường ơi, Cường ơi, mày ở đâu rồi? Mày trả tiền cho ngoại. Cường ơi, là Cường. Ôi, bà ơi, bà có sao không? Đứng dậy đi. Vì sao vậy? Bà chạy vậy, xíu nó còn đụng bà rồi. Tôi đi kiếm thằng Chảo trời đánh của tôi. Ảnh đi đâu mà để bà chạy theo như vậy? Nó lấy mấy chục ngàn tiền tôi dành dụm đi đến mai mất tiêu rồi. Bà có sao không? Nhà bà có một người hả bà? Tôi chỉ có một thằng Chảo, tôi không khéo nuôi nó để nó hư hỏng. Không biết là tôi chết rồi nó sống làm sao nữa. Bà đừng nói vậy, không sao đâu, bà khỏe mà. Bây giờ tôi phải đi kiếm nó. Tôi đi, đi kiếm nó. Bà có cần con chở bà đi không? Bà ơi, bà đi cẩn thận nha bà ơi. Đi về trả tiền cho ngoại. Cường ơi, ê anh kia, mày biết nhà có ai không mà mày dòm dòm vậy? Tất nhiên là biết rồi, biết nên tôi mới đứng đây nè. Mày biết thì biến đi, đứng lảng vảng này hồi tao quýnh mày đó. Tôi xin trân trọng thông báo cho anh biết, kể từ ngày hôm nay cái nhà nhỏ xíu này nè chính thức thuộc về tôi. Mày nói tào lao vậy, hồi tao quýnh mày thiệt đó. Vậy là anh không biết rồi, ngoại anh á đã gán nợ cái ngôi nhà này cho tôi để trả nợ cho anh. Ngoại tao làm gì thiếu nợ mày? Thì tất nhiên là ngoại anh không thiếu nợ rồi, mà là ngoại anh vay tiền để trả nợ cho anh. Trong suốt 20 năm qua ngoại anh nuôi anh bằng cái gì? Bằng tiền vay mượn của tôi. Những là anh thua cờ bạc, tiền đâu ngoại anh trả? Tiền vay mượn của tôi hả? Nãy tôi gặp bà ngoại anh ngoài đường. Mày gặp thì kệ mày chứ, mày nói tao làm gì? Thì tôi nói cho anh biết là ngoại anh bị tai nạn giao thông rồi được xe đưa đi rồi. Nói láo, tao mà vô nhà kiếm gặp bảo thì chết với tao. Ngoại ơi, sao anh kiếm có chưa? Ngoại tao ở đâu? Tôi đã nói ngoại anh trên bệnh viện rồi mà. Ngoại tao nằm ở đâu mày chỉ tao đi. Ủa bây giờ anh biết quan tâm ngoại anh hả? Tôi tưởng anh chỉ biết tiền thôi chứ. Bây giờ tao không có cần tiền nữa, tao chỉ cần ngoại tao thôi à. Mày nói đi, ngoại tao đang nằm ở đâu? Bây giờ tôi không chỉ ngoại ông ở đâu mà tôi cho mượn tiền được. Tao không có cần tiền nữa, bây giờ tao chỉ cần ngoại tao thôi à. Mày trả ngoại lại cho tao. Thì chắc chắn sẽ trả đó, nhưng mà tôi trả hay bác sĩ trả thì tôi không biết. Sống chết ra sao tôi biết được. Cường, thằng Cường. Ngoại. Thằng Cường, trời ơi, mày hư quá, mày hư quá. Mày hư, tại sao cái tiền của bà ngoại để dành dụm mua thịt kho cho mày, mày đi đánh bài hết rồi phải đúng không? Phải không? Ngoại ơi, con xin lỗi ngoại. Con hư quá, con chỉ biết ăn chơi không à. Con xin lỗi ngoại. Ngoại tha lỗi cho con nha ngoại. Mày hư lắm. Không biết là ngoại chết rồi thì mày sẽ sống ra sao hả Cường? Không có, ngoại phải sống khỏe, sống đời với con nha ngoại. Con bất hiếu quá, con xin lỗi ngoại. Ngoại quánh con đi. Ngoại quánh con đi ngoại. Anh Cường, tôi nghĩ là anh nên trân trọng những người thân bên cạnh mình. Bởi vì khi mất đi là xin lỗi cũng không cứu được đâu. Anh ơi, anh đừng lấy cái nhà của hai bà cháu tôi nha anh. Nhà của ngoại anh tôi lấy làm gì? Cường, mày nói cái gì vậy? Vậy rốt cuộc anh là ai? Tôi là tính shipper. Vậy với tính shipper thì không có gì là khó. Thưa ngoại con đi, giúp ngoại vậy thôi nha. Còn vài năm nữa nha.
ba cũng mới qua. Mày qua làm gì? Trong cái nhà này không có chứa mày đâu, hiểu chưa? Em nghe ba bệnh nên qua thăm ba thôi. Qua thăm ba hả? Hay là mày qua mày canh ổng chết để chia tài sản? Xin lỗi mày nha, mày họ Nguyễn, tao họ Phạm á, khác máu tanh lòng. Thôi hai đứa im đi, tính vô nhà đã cháy ra ăn cơm với ba nè. Con qua thăm ba xíu rồi đi xếp hàng cho người ta nữa nè. Từ lâu mà khoan cơm bữa với ba đi. Thôi được rồi, sao cơm canh đạm bạc vậy ba? Ba uống thuốc gì? Con đi mua thuốc cho ba nha. Khỏi, đưa tiền tao mua cho. Gom tốt dữ. Em quan tâm ba thôi mà, anh nặng lời với em chưa vậy anh Cường? Tao nói vô nặng lời. Con có thôi được không? Được, tôi im. Để cho hai cha con hạnh phúc, tôi đi là vừa lòng ha. Anh Cường, anh Cường, thôi đi, ăn cơm đi con, lấy cơm nguội hết đi, tôi lấy chén ăn cơm với ba nè. Dạ. Ba đi bộ ra bệnh viện đúng không? Con nói sao vậy? Thì già đi bộ cho sức khỏe dẻo dai. Ba thông cảm, bữa nay con chở bạn gái con đi bệnh viện luôn. Ông già ông đi bộ cho dẻo dai, chứ con gái đi bộ sao đổi. Mà đi bộ đổi nón làm chi? Đây. Nhanh nhanh nha, đừng có lề mề á. Ba, sao tự nhiên ba đứng đây? Ba đi bệnh viện khám bệnh. Rồi anh Cường đâu không chở ba, để cho ba đi bộ vậy? Nó chở nhỏ bạn gái nó đi rồi. Thôi ba không sao đâu, để ba đi. Ôi, ba đây con chở ba đi. Thôi, được không sao, không sao đâu. Nè sếp ơi, mày làm gì ông già tao vậy? Còn ông nữa, ông biết là tôi ngồi ngay cổng bệnh viện 2 tiếng đồng hồ nắng cỡ nào không? Mà ông đứng đây ông tám với con gơi con gớt của ông. Anh Cường, anh chửi em anh la em sao không được chân á. Anh nhỏ tiếng với ba được không? Mày không có tư cách nói chuyện ở đây. Tiếc cho ông già tao là bị một thằng mồ côi như mày lừa gạt đó. Nói gì? Đi nha. Nè, anh nói không có tư cách, anh nói mồ côi. Tôi nể ba, tôi mới kêu anh một tiếng Anh, hai tiếng Anh. Chứ thiệt ra anh không có xứng đáng. Đó ông thấy chưa, nó lộ bản chất của nó rồi đó. Thôi thôi, hai đứa im đi. Ba không cần nào chở chứ, ba đi mình được rồi. Không đi đâu hết á, ông đứng đây đi. Bữa nay nói chuyện phải trái. Được không được á, thì ông bán đất đai chia tiền của cho tôi còn cưới vợ nữa. Sau này á, ba có chết á, thì tài sản cũng là của hai anh em con. Mà sao con cứ đòi bán hoài vậy? Anh em hả? Ai anh em với nó? Lên xe tôi chở ông về. Đi về. Ba, buông ra. Ba, mày câm cái miệng mày lại đó. Ba nói sao? Tài sản chia làm hai. Ba có phải là con người nữa không? Tôi là con ruột của ba đó. Nó là cái thằng con ông nhặt về mà cái gì ông cũng cho nó hết là sao? Ông già rồi ông bị lú lẫn hả? Đứa nào cũng là con của ba. Nó đã mất tình thương của cha mẹ lâu rồi. Con biết yêu thương em. Tôi không quan tâm. Ông mà nhận nó làm con nữa, tôi phá nát cái nhà này luôn đó. Thưa ba, mày tới đây làm gì? Tôi nói chuyện với ba chứ không phải với anh. Ba, kể từ ngày hôm nay ba cho phép con làm con ruột của ba nha ba. Con không muốn mang danh là một đứa con được nhặt về, bởi vì với con bây giờ
chỉ có ba là người thân duy nhất thôi. Nha ba. Không còn liêm sỉ hả mày? Hả? Anh em đi. Hai đứa. Anh nhìn lại bản thân anh đi. Anh chăm sóc cho ba được ngày nào chưa? Hay ba mới là người chăm sóc cho anh? Anh có lo được cho ba ngày nào không anh Cường? Hay anh quậy quạng? Ba là người hết lần này đến lần khác giải cứu anh. Anh có kiếm được đồng bạc nào lo cho ba không anh Cường? Hay anh đang sống trên đồng lương hưu của ba anh Cường? Thôi hai đứa em đi. Ba rất sợ. Ba sợ cái người mà hai anh em con không yêu thương nhau. Không yêu thương là đúng rồi. Tôi với nó đâu cùng chung dòng máu. Không phải là anh em. Đúng. Tụi con chỉ là người dân. Và ba, ba cũng là người dân. Ba nói cái gì? Ba nói lại một lần nữa coi. Ba đã nhặt hai đứa con về ba nuôi. Thằng Cường, ba nhặt con về lúc vợ ba bỏ đi. Còn thằng Tính, nó về ở với ba. Nó mất 7 tuổi vì ba mẹ nó bỏ nó. Ba muốn là hai con về sống chung với ba suốt cả cuộc đời này. Ba đã sai. Ba sai là gì? Ba không nói ra sự thật. Ba bỏ buồn. Hiện giờ hai đứa con không yêu thương nhau như vậy. Ông nói vậy để cho tôi bẻ mặt đúng không? Đúng không? Đúng. Đó là sự thật hả ba? Tất cả những lời ba nói đều là sự thật. Con sai rồi. Con sai thiệt rồi. Nếu mà ngày đó ba không nhận con về nuôi á thì con chết bờ chết bụi rồi. Vậy mà con còn bất hiếu nữa. Con bất hiếu quá. Anh Cường. Anh Cường. Bất hiếu quá mà. Anh Cường. Đừng có làm vậy nữa anh Cường. Ba, nếu mà vậy á thì từ bây giờ ba cho phép con với anh Cường là hai đứa con ruột của ba nha ba. Để anh em tụi con chăm sóc cho ba nha ba. Để ba. Được. Hai đứa con mãi mãi là con ruột của ba. Kể từ nay ba muốn hai anh em con phải yêu thương nhau và xem như là anh em ruột. Dạ được. Dạ. Hai anh em con nắm tay nhau, hãy sống trong tình yêu thương của ba để ba có chết đi thì ba cũng ngậm cười nơi chính suối. Ba nói cái gì xui vậy ba? Anh em tụi con không cho ba nói vậy đâu nha ba. Hai anh em con hứa với ba nha. Dạ đứng lên đi ba. Được chứ ba, dễ tính shipper á, không có gì là khó. Này,